chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi tạp chí Văn hóa và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Trong mục Muôn mặt đời sống, mời quý vị cùng theo dõi chùm phóng sự Ý thức cá nhân là chăn thép trong phòng chống dịch Covid-19. Mục Nơi đẹp Xuân Nhãn, mời quý vị cùng gặp gỡ chàng trai 8X sáng tạo cây Tết đẹp độc lạ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ý thức cá nhân được coi là lá chắn thép trong phòng dịch Covid-19, đặc biệt trong giai đoạn thích ứng an toàn linh hoạt với dịch bệnh. Hơn 2 năm chống dịch đã có nhiều thay đổi trong nếp nghĩ và sinh hoạt của người dân. Những chiếc loa lưu động vào tận các ngõ ngách trong từng thôn xóm tuyên truyền về dịch Covid-19 tới người dân là những hình ảnh đã quá quen thuộc với người dân xã Song Mai, huyện Kim Động. Đoàn thanh niên xã xung kích trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, tờ rơi những điều cần biết về Covid-19, khẩu trang được phát tận tay từng người dân. Ông Đào Nguyên Gióng, một hộ kinh doanh nhỏ trên trục đường chính của xã, lúc nào cũng sẵn sàng khẩu trang và nước rửa tay cho khách vào mua hàng. Tại đây đang hình thành một nét văn hóa mua hàng mới, văn hóa mua hàng thời đại dịch. Khách đến mua hàng thì yêu cầu một là vào khử khuẩn trước, sau đó giữ nguyên khoảng cách, đảm bảo đúng cự ly và đảm bảo coi như đeo khẩu trang đúng quy cách. Tất cả mọi người, bất kỳ ai cũng đến, kể cả đi qua đây mà đeo không đúng, chú ở đây cũng nhắc nhở luôn. Với bà Phạm Thị Thúy, dù nhà gần chợ nhưng mỗi lần đi chợ là phải tính toán thật kỹ để có thể mua đủ lượng hàng hóa dùng trong nhiều ngày, hạn chế tối đa việc đến nơi đông người. Nhà chỉ có 2 vợ chồng nhưng ông bà đã sắm một chiếc tủ đông để dự trữ thức ăn. Không gian bếp được tận dụng để trồng thêm nấm. Khoảnh vườn nhỏ tăng gia thêm gà, ngỗng, rau tự trồng trong vườn không chỉ phục vụ nhu cầu của gia đình mà còn gửi cho 2 con ở Hà Nội. Cần thiết lắm mới phải đi chợ, mà đi chợ thì phải mua cái gì cần thấy, mua được nhiều thì mình mua. Và cần cái gì cần, yếu phẩm cần dùng thế thì ta phải lên cái ta mua trước, sẵn để đấy. Hạn chế tối đa không đưa lên chỗ tiếp xúc, chỗ người lạ và cái chỗ đông người. Xã Song Mai là một trong những địa phương thực hiện tốt việc phòng chống dịch tại huyện Kim Động. Người dân chấp hành những biện pháp phòng dịch và thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Mỗi người dân thực sự là một pháo đài chống dịch. Đại đa số người dân đã thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch, góp phần kiểm soát dịch Covid-19, song vẫn còn những trường hợp thiếu ý thức làm lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng tới công tác phòng dịch. Đây là khu vực cách ly phong tỏa tại khu phố An Thượng, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên. F0 đầu tiên là bà Nguyễn Thị Hấp, bán thực phẩm tại chợ gạo, được xác định mắc Covid-19 ngày 15 tháng 12 năm 2021. Mặc dù thành phố Hà Nội dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng bà Hấp vẫn đi Hà Nội bán thịt, chiều về bán nem tai lợn tại chợ gạo. Đến khi thấy tức ngực khó thở, bà Hát mới nghỉ đi chợ. Hiện khu vực này đã có 7 F0 và 10 hộ 27 khẩu phải phong tỏa cách ly. Khu phố An Thượng đã triển khai tức là thành lập ngoài là chốt và tuyên truyền vận động nhân dân trong khu phong tỏa là coi là chấp hành nghiêm các quy định coi là về phòng chống dịch của coi là các cấp trực 24/24 và trực thực hiện nghiêm đối với những người không ra không vào khu vực coi là phong tỏa. Còn đây là quán karaoke Ruby One ở phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. Mặc dù Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên đã có chỉ đạo tạm dừng các hoạt động hát karaoke, nhưng quán này vẫn cố tình vi phạm, tổ chức cho khách hát và bị lực lượng chức năng phát hiện vào cuối tháng 12 năm 2021. Kết quả đã có 5 nhân viên của quán dương tính với SARS-CoV-2. Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên cũng vừa ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng trường hợp chị Trần Thị Thoa ở xã Hồng Nam vì vẫn tổ chức bán ăn sáng tại chỗ, vi phạm quy định phòng chống dịch của cơ sở ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền dịch bệnh tại vùng có dịch. Để kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định phòng dịch trên địa bàn, Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên đã thành lập đội phản ứng nhanh cấp thành phố, phường xã và đoàn kiểm tra liên ngành thường xuyên kiểm tra giám sát. Thành phố Hưng Yên đã xử phạt 89 trường hợp, trong đó có 65 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, 24 cơ sở không thực hiện đảm bảo công tác phòng chống dịch với tổng số tiền 400 triệu đồng. Việc vi phạm quy định phòng dịch có thể làm ảnh hưởng tới kết quả chống dịch của cả hệ thống chính trị, gây ra hậu quả khó lường cho xã hội. Bởi vậy, những quy định của pháp luật về xử lý các trường hợp vi phạm là rất nặng. Đây là những hình ảnh tại phiên tòa xét xử Nguyễn Đăng Khoa, sinh năm 1977, trú tại xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, do không chấp hành các quy định phòng dịch, tổ chức cắt tóc gội đầu. Hành vi này khiến bản thân Khoa và vợ mắc Covid-19 và có thêm 2 người khác nữa bị lây nhiễm khi đến quán cắt tóc gội đầu. Nguyễn Đăng Khoa đã bị tòa tuyên án 1 năm tù giam. Cũng là một cái mức để răn đe tuyên truyền tới tất cả các bà con nhân dân là để mình phải tuân thủ phòng chống dịch. Theo ông Ngô Xuân Quỳnh,
Phó Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Yên Mỹ có hai hành vi vi phạm quy định công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 người dân hay mắc phải nhất. Một là bỏ khỏi nơi cách ly, bao gồm khu cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Hai là không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực. Cả hai hành vi này đều được quy định rất rõ tại công văn số 45 của Tòa án Nhân dân tối cao. Trong thời gian chưa hết cách ly tại nhà mà anh cũng vì nhu cầu cuộc sống hoặc vì bất cứ một lý do đó anh đi ra ngoài. Khi anh đi ra ngoài mà anh bị F0 và anh lây lan cho người khác thì đấy là anh sẽ bị xử lý vì tội lây lan dịch bệnh. Khi lây lan hai người trở lên thì đây là quy định là rất nghiêm trọng rồi. Là cái hình phạt là rất là nặng. Mức phạt thì ở khung hình phạt điều 220 thì nó quy định về 3 khung hình phạt. Có thể bị anh bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Hoặc khoản 2 thì phạt tù từ 5 năm đến 10 năm. Và có khoản 3 là từ 10 15 năm. Vi phạm quy định phòng dịch dẫn tới lây lan dịch bệnh đều phải chịu mức xử phạt rất nặng. Những bản án khiến nhiều người cảm thấy đau lòng, nhưng đó là cần thiết tạo tính răn đe, tránh những trường hợp vi phạm tương tự. Tính đến hết năm 2021, Việt Nam đã có trên 1.700.000 người nhiễm và trên 32.000 người tử vong vì COVID-19. Dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp với những biến chủng mới. Do vậy, mỗi người dân không được lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện tốt khuyến cáo của Bộ Y tế và các văn bản hướng dẫn của tỉnh. Tất cả vì an toàn sức khỏe nhân dân, góp phần đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới. Thưa quý vị, còn khoảng một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, thế nhưng sắc xuân đã ngập tràn trên các cánh đồng hoa cây cảnh ở huyện Văn Giang. Và hiện tại thì tôi đang có mặt tại nhà vườn của anh Phạm Văn Hoàn, một người khá nổi tiếng với những sáng tạo cây Tết đẹp độc lạ. Và sau đây thì mời quý vị cùng gặp gỡ nhân vật chính này. Chào anh ạ. Chào bạn đến với nhà vườn nhà mình. Anh bắt đầu cái nghề trồng cây chơi Tết này được lâu chưa ạ? Cái nghề cây chơi Tết này mình trồng khoảng 4-5 năm rồi. Xuất phát từ cái ý tưởng nào mà anh lại làm những cái cây Tết mà vừa đẹp vừa độc vừa lạ? Mình là kiến trúc sư, tiếp xúc rất nhiều những các cái gì đề co về nghệ thuật, đề co về cây đẹp. Thì mình nhận thấy thị trường ngày Tết nó có những gốc cây nó chung, nó không có gì nổi bật. Thì mình muốn ứng dụng một cái gì đó về nghề của mình. Mình truyền tải vào những các cây cảnh ngày Tết để phục vụ với bà con. Mỗi năm mình đưa ra có những các cái chủ đề khác nhau, có những các ý tưởng khác nhau. Thì ví dụ như năm nay chẳng hạn, đấy, trên hình ảnh này nó liên quan đến những cái cây sóng nước, gợn sóng. Đấy, thì là những các cái chậu như này thì mình tự tay mình làm, chủ đề về nước mà. Thì là có những cái chậu hình về sóng nước này, hoặc là những giọt nước, hoặc là những các cái thuyền đặt trên cái khay nước đấy. Mình con ốc, con sò, con cá làm sao bắt được cái nét độ thẩm mỹ này, nó truyền tải nó cao nhất. Khi mà anh bắt đầu sáng tạo ra những cái cây độc lạ như này, anh có gặp khó khăn gì không? Cái năm đầu tiên mình làm là năm 2018, đó là mình đưa ra một cái bộ sưu tập về tinh hoa đại dương. Mình cũng bán một vài cây và cũng mang đi triển lãm của Mỹ Đình, thì họ chụp ảnh thì họ không mua. Bởi cái sự nó lạ quá, cái người tiêu thụ ấy, họ không nghĩ là cái chơi cái đấy nó có phù hợp hay không, hay chơi cái đấy nó có hay hay không, khi họ cũng không dám bỏ tiền. Thì mình đã khắc phục khó khăn như thế nào? Cái sản phẩm mình cho thuê là chủ yếu. Về năm tiếp theo ấy, khi mà nó có một cái sự kích thích về những cái sản phẩm độc đáo, những sản phẩm đấy là đến tay được những người tiêu dùng, năm sau hầu như họ sẽ đặt hàng và sẽ mua hết. Cái dịch Covid này ảnh hưởng rất lớn đến những cái người mà trồng hoa cây cảnh đúng không ạ? Đúng rồi. Và nhiều người thì người ta lại phải có những cái biện pháp thích ứng với mùa dịch. Đúng rồi. Vậy bản thân mình thì có cái sự thay đổi để mà cho phù hợp với cả cái thị trường mà đặc biệt là trong cái thời điểm đúng rồi. Như thế này. Có thay đổi liên quan lớn nhất về khách hàng đó là về giá. Mình vẫn có một cái sự giá ưu đãi, có nghĩa là cùng chung nhau về cái khó khăn đấy. Khách vẫn chơi được cây và nhà vườn vẫn bán được cây. Mình quảng bá sản phẩm của mình bằng những cái hình thức như thế nào ạ? Mình cũng có giới thiệu, chia sẻ với anh em bạn bè trên trang cá nhân, trên trang Facebook hoặc là Zalo. Mấy năm trước ấy, thì mình cũng gửi đi hội chợ triển lãm hoặc là những chỗ mà họ liên quan đến sân vườn hoặc là gian hàng về hoa. Tôi thấy cái vườn của anh Hoàn này là anh ấy làm là đẹp đấy, đặc trưng đấy. So với vườn khác thì là đẹp hơn rất nhiều. Xã Liên Nghĩa thì có rất nhiều những cái vườn cây. Thế nhưng mà cái vườn cây của anh Hoàn này thì phải nói rằng là những cái ý tưởng sáng tạo của anh Hoàn này rất là độc đáo và có những cái tác phẩm mang cái nét nghệ thuật rất là cao, được nhiều người yêu thích. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tạp chí Văn hóa và Đời sống xuân này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.